Hello, xin chào tất cả các bạn, và hôm nay thì mình sẽ review về một cái dòng sản phẩm, đó chính là cái dòng sản phẩm máy khoan bốt. Các bạn xem này, đây là một trong những dòng sản phẩm nó rất hay để chúng ta sử dụng cái thiết bị chúng ta để nó khoan cường hay là chúng ta vặn vít ốc vít các thứ, rất là đơn giản. Và như các bạn đã biết là thương hiệu bốt là một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng trên thế giới, và nó sử dụng các thiết bị như động cơ, motor, các vật dụng cho cái ngành nghề thiết kế nội thất gia đình, cái thứ rồi nhạc nó liên quan đến cái vấn đề về các công trình sản xuất, nó phục vụ cho chúng ta các công trình. Trên tay của mình đây cũng là một trong những sản phẩm sử dụng cho chúng ta để phục vụ cho cái nhu cầu chúng ta khi chúng ta muốn khoan, liên quan đến cái vấn đề thiết kế, vấn đề thi công hay là vấn đề về khoan khiết các thứ, các bạn sử dụng cho cá nhân hay là các bạn vừa sử dụng cho các mục đích các bạn làm ở các công ty lớn hay là gì đó liên quan đến cái thiết kế công trình, là các bạn cũng có thể sử dụng được cái dòng sản phẩm này. Và như các bạn đã thấy là các bạn sẽ xem ở bên cái hộp marketing của cái dòng sản phẩm này. Bạn nào quan tâm đến sản phẩm, các bạn liên hệ ngay cái đường link ở dưới phần description của cái video này, hoặc là các bạn có thể kích xem cái đường link ở bên góc tay của mình đang chỉ này. Đó, có một cái đường link và dấu chấm than nó nhảy ra, các bạn xem ở cái đường link này nhá. Đó. Và đây là cái hộp marketing, và mình sẽ xem qua cái thông số, xem qua cái của cái dòng sản phẩm này, xem qua thông số của cái dòng sản phẩm này. Đồ đấy, và ở trước này nó xem một cái dòng chữ robot, và ở đây sẽ là logo của cái bốt của chúng ta. Đấy, cầm rất là nhẹ, nó giống như cái vali của chúng ta. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ xem thêm thông tin về cái dòng bốt này. Và các bạn có thể thấy đây là cái modem của nó, là các bạn xem này, đây là modem của nó là GSB550 Professional. Đó, các bạn có thể xem đây là một số cái vấn đề marketing thêm của cái dòng sản phẩm này. Cái vỏ bìa cắt tông của nó. Đó, đây là các công dụng máy khoan, nó có thể khoan gỗ, khoan tường bê tông. Đó, khoan các khe cửa. Đó, đóng các cửa để sử dụng cái dòng này. Và đây là những thiết bị, nó gồm có đính kèm của cái dòng sản phẩm bốt này, của cái máy khoan này, nó gồm có 100 linh kiện khác nhau, gồm có các mũi khoan to nhỏ khác nhau, dài ngắn khác nhau, và các ốc vít để vặn các ốc của chúng ta. Đó, các bạn xem đây là cái logo đằng trước của nó. Đó, đây là cái thông tin đằng trước của nó, đây là bốt GSB550. Đó, sản phẩm này rất hay. Các bạn sử dụng cho gia đình của chúng ta cũng có một cái để cho chúng ta dễ chủ động hơn trong chúng ta khi chúng ta muốn sử dụng nó để khoan khiết một cái gì đó, nó rất là dễ dàng, được chưa? Nó cũng không đáng bao nhiêu tiền, được chưa? Đó, đáng cái đồng tiền bát gạo của chúng ta bỏ ra. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đập hộp, khui hộp ở bên trong cái dòng sản phẩm này. Rồi, ok các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ khui hộp ở bên trong cái dòng sản phẩm này, xem có cái gì thông tin hay cho các bạn xem không. Đó. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ rồi mình setup ạ. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ mở khui hộp cái dòng sản phẩm này ra nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ mở ra bên trong này xem có cái gì nhiều nào. Đó. Bây giờ chúng ta mình đã mở ra cho các bạn xem. Các bạn xem này, thử ra.
đó. Và bây giờ các bạn sẽ xem đây là còn có một số cái, và các bạn đang xem ở đây là cái thông tin chính của chúng ta, đó chính là cái thiết bị của chúng ta, cái thiết bị máy khoan của ta đó, các bạn thấy chưa, là cái máy khoan của chúng ta, và các bạn cắm điện vào nó sẽ chạy rồi dạ, các bạn chỉ cần cắm nguồn điện vào nó sẽ chạy luôn đó. Đây là cái của chúng ta đấy, và cái này ô các bạn, đồ công nghệ ấy, thì chúng ta cảm thấy là nó rất là thơm, nó thơm phương phức các bạn, nó rất là thơm, nó thơm phương phức cho chúng ta, rất là phấn khích và rất là thu hút những người yêu công nghệ như chúng ta. Nó thơm phương phức các bạn, được chưa? Rồi, và các bạn đang xem ở đây nó còn có một số cái linh kiện nữa, mình sẽ quay gần cho các bạn xem. Được chưa? Đấy, các bạn xem đó. Bây giờ các bạn sẽ xem này, đó, nó còn có một số cái linh kiện nữa. Đây các bạn, ngoài cái máy khoan này thì nó kèm các linh kiện khác, được chưa? Để cho chúng ta thích hợp, chúng ta sử dụng hơn. Ví dụ như bây giờ các bạn đang xem ở đây nó gồm có các mũi khoan, ví dụ như các bạn muốn khoan tường chẳng hạn, được chưa? Các bạn muốn khoan tường chẳng hạn thì các bạn có thể sử dụng các mũi khoan này. Nó có rất là mũi khoan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mũi khoan tường, được chưa? Các bạn có thể sử dụng các mũi khoan tường to nhỏ tùy từng loại ốc vít các bạn sử dụng khác nhau. Được, các bạn có thể lấy về khoan gỗ, khoan tường, khoan mộc, các thứ đều được. Đó, đây là một trong những cái mà chúng ta rất hay. Mà các bạn đã biết là thương hiệu Bose thì nó thường rất là bền các bạn ạ. Đó, bền. Và nó gồm có đính kèm các thứ nữa, ví dụ như nó gồm có các vít vặn chẳng hạn. Các bạn xem đây này. Đây là cái vít, tu vít để vặn các ốc các thứ. Các bạn thấy chưa ạ? Rất thích hợp cho các bạn sử dụng để vặn các linh kiện hay là vặn các máy móc của chúng ta, được chưa ạ? Đó. Và trước đó thì mình đã có một cái video review về cái dòng sản phẩm của dòng sản phẩm khác của thương hiệu khác rồi. Đó, các bạn cũng đã biết là nó cũng rất là hay phải không ạ? Và đây là cái nó còn có đính kèm của chúng ta một cái nữa, đó là cái dao để chúng ta dọc, rất là tiện ích, chúng ta dọc các vật như kim loại thứ hay là dẫy các thứ, được chưa ạ? Và đây là một cái bộ đây là cái bộ gì các bạn có biết không, đây là bộ vít để vặn, được chưa, để vặn ốc các thứ, ốc bằng ốc lục giác các bạn ạ, ốc lục giác. Và nó còn kèm theo chúng ta một cái búa để chúng ta đập, nó gồm có bộ phun búa này và kèm theo một cái mỏ led kìm, được chưa, kìm thước, ống cân bằng, đây ống cân bằng ở giữa này cân bằng, xem nó có bằng hay không, ống cân bằng, thước cân bằng đấy, đó là cái bộ của Bose, được chưa ạ, cho chúng ta dễ sử dụng hơn. Đó có thước này, thước này chúng ta có thể kéo dài ra đó, bạn thấy chưa ạ, đó. Đấy. Và bây giờ mình sẽ thử. Và cái này này các bạn, cái này các bạn có thể là đậy ra thì nó sẽ mở ra nhé các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ tháo cái này ra. Mình sẽ đẩy cái này. Mình sẽ vặn cái này ra. Nó sẽ ra luôn các bạn. Mình sẽ quay này. Bây giờ mình sẽ đi tìm một cái ổ cắm đã.
Đó. Và sản phẩm này là sản phẩm chính hãng nha các bạn nhé. Mình không có kiểu cắm điện đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Cò vít không vừa. Phí cái gì? Ốc. Okay.